Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Máy Cày Nhật Bãi Tuấn Tài. Hôm nay bên cửa hàng em xin được giới thiệu con xe Subaru nha, D32S mới cập bến tại cửa hàng. 32 ngựa nha cả nhà, trợ lực lái đẹp biết luôn. Vừa về để bên em đem ra chỉnh sửa sơ sơ ở phía bên ngoài để em làm video cho cả nhà tham khảo. Chạy ra bên ngoài một tí rồi đi cho nó sáng. Đúng rồi, ra đó. Rồi dừng. Quay vô lăng đi, quay vô lăng cho chợ lực lái để xem đi. Đó. Chợ lực lái nhẹ nhàng luôn cả nhà nha. Đó, mượt mà chưa? Rồi, coi đèn như đầy đủ. Chưa có đèn á, rồi có đèn luôn. Đập ga lên. Bằng ga luôn, đi ngang cũng đầy đủ luôn nha cả nhà. Ga phía bên chân á, đùi thẳng đẹp luôn. Máy là nguyên rin nha, bên em chỉ mới xịt rửa bên ngoài thôi nha mọi người. Đó. Dòng vào là siêu bền siêu lì luôn. Ít khi bị hư xe đó nha cả nhà nha, rất là bền. Mình để cờ lê ốc vít gì đó nha mọi người. Đây. Ốc vít có lần con này nó rỉ mà nó có độ rỉ chưa hết nha, còn lần cái vàng này cả nhà. Con này bị rỉ sét. Bên này chưa rỉ hết, rửa sét rửa rỉ nè, vàng sáng luôn. Ốc vít zin rồi kéo móc. Coi lớp nha. Con này lớp sau là 12.4 28 nha cả nhà.
Còn lớp sau bên em là thay mới luôn rồi. Lớp Tiron Hàn Quốc. Mâm thì rin nha. À, mâm nguyên rin luôn. Thay cặp lớp mới rồi, quá hành tráng. Ốc vít nha. Mọi người xem cái ốc của nó nè. Đó, sáng vàng luôn nha. Đó. Quá đẹp. 32 ngựa. Mọi người có thể về cày kéo sới. À, làm được mọi thứ, làm thêm đồ nha cả nhà. Siêu bền. Rồi lớp sau thay mới, lớp trước cũng được thay mới luôn nha. Con này bốn phải lớp tiếp luôn rồi. Lớp Tiron Hàn Quốc. Rồi không còn phải phân vân gì về lớp nữa hết rồi, cứ gọi là về thì cứ chạy thôi. 818. Mâm rin luôn. Ốc vít còn sáng xanh xanh luôn cả nhà. À, đẹp chưa? Nhưng mà đây là cái chỗ khách thanh nó còn vàng luôn cả nhà này. Nhà xem. Thấy không? Nó sáng vàng bảy màu luôn á cả nhà, đây nè. Bên em chỉ rửa sơ sơ xịt xịt cái phía bên ngoài thôi nha. Còn bên trong bên em để nguyên rin luôn. À, mọi người khi mà mua rồi ai cần xịt rửa dọn dẹp sạch sẽ thì bên em sẽ xịt rửa dọn dẹp sạch sẽ cho mình nha. Đây ốc tán này cả nhà xem. Đấy, ngay đây còn dính bùn dính đất mà cái ốc này nó vàng rồi nha. Thấy không? Nhìn cái độ đẹp nguyên viên của con xe này. Đây mới gọi ta đánh giá là xe mới nha. Mặt nạ trước còn đẹp lắm nè cả nhà. Trợ lực lái nhẹ nhàng luôn. Đây là cái nước nó ướt ướt nha, bên em mới rửa xong á. Đây là lớp đất à, lớp đất mà cả ốc nó vàng này cả nhà thấy không? Đất còn tán luôn, ốc còn vàng luôn, ốc tán vàng thế luôn. Fibra D32F. Siêu nhẹ. Đại siêu nhẹ, siêu bền. Cái Boe là còn mới luôn nha cả nhà. Boe này. Ốc tán này còn mới tanh vàng chè luôn. Ốc này cánh trước còn nguyên si mà còn đẹp luôn. Bô em nó. Con này bên em chưa xịt rửa nhưng là toàn là đất ở bên Nhật về không cả nhà. Đây. Cả nhà xem em nói là đất đây nha. Đó. Đất này. Đất chồng chồng lớp lớp nè. Cái này rửa ra là nó đẹp nha. Còn nguyên si đất về luôn. Đây cả nhà xem này đấy. Đó, thấy chưa? Mình cậy sạch ra đất ra là nhìn nó mới nè cả nhà thấy không? Đó. Đây, dính đất á. Tài nguyên đất ở trong luôn. Đó. Để rin luôn. Ủa ốc vít nha. Ốc tán này chỗ cái cổ bô luôn, chân bô cả nhà thấy không? Còn vàng luôn. Em đã để đất ôm đất về. Chưa này. Đấy. Nó bám nè đó. Vàng luôn ha.
đường trên đất thôi. Ba vít. Nhìn thấy chưa? Bán này. Đó. Nhìn lót đất luôn. Người có thể làm thêm làm mọi thứ luôn nha. Đây bình nhất trợ lực nè, ở bên em là bình mới hết nha, nên mọi người cứ an tâm. Ủa, ốc vít ngay chỗ cái bo e đó cả nhà, nhìn chưa nè, nó mới nè, vàng luôn. Những cái chi tiết nhỏ nhất nha, đó, nguyên zin luôn, chưa chỉnh rửa đây. À, em trà đã cho mọi người xem này, tắt tuổi này, đấy chưa, bỏ phía trên nó sáng này, đấy, đó, mọi người biết là xe mới nha, đây, đất rồi đầy luôn, sòn lôi Việt Nam mình toàn về đất Nhật về, à. 4 máy. Mình xịt rửa sạch sẽ thì mọi người nghĩ con này có mới không? Đấy, nhìn kia đây bám tất lắm rồi mà nhìn thấy ốc vít, ốc sáng rồi còn vàng 7 màu luôn mà. Đấy. Đây, nó mới đây, cả nhà nhìn nó bám tất này. Ghê thật đó, bám này. Quá đẹp. 2 cái bơm. Ồ, nhìn nhìn này. Bám luôn, bám đầy luôn. Con này mới lắm nha mọi người. Ai cần sở hữu em nó thì liên hệ với mình qua số điện thoại đã ghi màn hình video nha. Rồi. Phía bên phía bên ngoài á, bên ngoài cái tấm bụng á là bên em chỉnh rửa được. À, bên em không rửa cho máy. Nên là nó cái ốc vít nó được sạch đi thì mình nhìn nó lòi ra cái vàng vàng không sáng nha, phải không? Mà còn như thế này gọi là quá tuyệt vời rồi nha. Hàng Nhật nó quên sử dụng cái sao á, vì xe quá mới luôn mà đã thải ra rồi. Xe đẹp, ví dụ cái lò xo là 7 màu luôn mọi người nè. Mọi người xem nè. Cái lò xo ngay chỗ cái chân thắng á, nó còn 7 màu luôn cả nhà, nhìn thấy không? Cái lò xo. Vàng luôn. Đây là tắt nha. Tiếp trợ. Đây là bên em xịt nước không, cho cái chỗ có ướt nước không ạ? Giới thiệu nhiều.
khoang ngồi lái thì thoải mái rộng rãi luôn nha. Con này là 4 số chạy nha cả nhà. Hàng nguyên rin, ghế nguyên rin, êm ả. Đây tầng nhanh chậm. Rồi. Tiếng lùi thì động tác trên vô lăng nha. Cả nhà xem cái miếng cao su hay cái cành tiếng lùi động tác còn lòi ra nè. Đồ vỉ không bao nhiêu mà sao nhìn thấy vàng vàng sáng luôn cả nhà thấy không? Vô lăng còn đẹp lắm nha. Chạy mòn không bao nhiêu luôn. Chạy mới trên 800 giờ thôi. Ba vít tròn em Supra đây 32F. Rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video bên mấy cây Nhật Bản Tuấn Tài. Mọi người xem kênh thì ai chưa đăng ký thì cho em nút đăng ký nha. Cùng một nút like. Em xin cảm ơn. Rồi xin chào. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha.